Một tháng sau Serena Williams tuyên bố giải nghệ, một huyền thoại quần vợt khác cũng sẵn sàng gác vợt. Mới đây, tay vợt blogger Federer thông báo giải nghệ trên trang cá nhân. Chia tay sân đấu chuyên nghiệp ở tuổi 41, Federer để lại một di sản đáng kinh ngạc. Federer là một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử tennis. Anh kết thúc hơn 2 thập kỷ thi đấu với 103 danh hiệu, 310 tuần ở vị trí số 1 thế giới, trong đó có kỷ lục 237 tuần liên tiếp. Dù về thành tích so với Rafael Nadal hay Novak Djokovic, FedEx không có cơ hội vượt qua nữa, nhưng chắc chắn anh là nhà vô địch về giá trị thương mại trong lịch sử quần vợt cho đến thời điểm này. Theo thống kê của tờ Forbes, tay vợt người Thụy Sĩ đã thu về 131 triệu đô la Mỹ tiền thưởng kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp ở năm 1998, đứng thứ 3 trong lịch sử ATP Tour sau 159 triệu của Novak Djokovic và 132 triệu của Nadal. Tuy nhiên, con số ở ngoài sân đấu lại khác. Ước tính Federer kiếm được khoảng 1 tỷ đô la Mỹ trước thuế và phí đại lý trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình chỉ từ việc làm người đại diện và hợp tác kinh doanh. Hàng năm, Federer đều đặn bổ sung khoảng 90 triệu đô la Mỹ vào tài khoản của mình. Anh trở thành vận động viên thể thao có thu nhập trung bình mỗi năm cao nhất. Con số này cao hơn 10 triệu đô la Mỹ so với vị trí số 2 của ngôi sao bóng rổ LeBron James. Trong năm 2022, Federer ở vị trí thứ 7 trong danh sách những vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới, dù anh chỉ giành được khoảng 700.000 đô la Mỹ tiền thưởng trong năm. Năm 2020, Federer cũng là vận động viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới với tổng số tiền là 106,3 triệu đô la Mỹ và được xếp hạng là vận động viên quần vợt được trả lương cao nhất trong 17 năm liên tiếp. Federer có các hợp đồng đại diện dài hạn với hơn chục thương hiệu, trong đó Nike, Rolex, Mercedes, Credit Suisse, Jura và Wilson là những thương hiệu đã hợp tác với Federer trong hơn một thập kỷ. Rolex ký hợp đồng quảng cáo trị giá 15 triệu đô la Mỹ với Federer không lâu sau khi anh giành Grand Slam đầu tiên. Mỗi khi nâng cúp vô địch, tay vợt đều mang một chiếc Rolex. Riêng Nike đã gắn bó với tay vợt Thụy Sĩ 21 năm và trả khoảng 150 triệu đô la Mỹ cho sự hợp tác. Vào năm 2018, Federer kết thúc hợp đồng với Nike để bắt tay với Uniqlo. Hợp đồng thương hiệu thời trang Nhật Bản Uniqlo của Federer được cho có giá trị lên tới 300 triệu đô la Mỹ trong 10 năm. Khi còn ở đỉnh cao, Federer cũng có thể kiếm được 2 triệu đô la Mỹ từ mỗi sự kiện như các cuộc triển lãm và các giải đấu nhỏ hơn. Ngoài số tiền làm đại diện của mình, tay vợt cũng nắm giữ cổ phần đáng kể trong On, thương hiệu giày chạy bộ của Thụy Sĩ được ra mắt vào tháng 9 năm ngoái. Mức vốn hóa thị trường của On hiện đang gần 66 tỷ đô la Mỹ. Các đôi giày của On có giá bán trung bình 200 đô la Mỹ một đôi và được Federer góp ý tưởng sáng tạo. Từ khi hết hạn hợp đồng với Nike, anh thường đi giày của On khi thi đấu. Federer nói với Forbes vào năm 2021, thật không thể tin được khi công ty tuyệt vời này có trụ sở chính gần nơi tôi sống. Đại dịch buộc tôi phải ở nhà rất nhiều trong 18 tháng qua. Tôi đã có cơ hội làm việc với họ nhiều hơn những lúc bình thường. Tuy nhiên, Federer cho biết chấn thương và các cuộc phẫu thuật đã đem đến nhiều thách thức cho anh ấy trong suốt 3 năm qua. Tay vợt này đã không thi đấu trận nào kể từ khi lọt vào tứ kết Wimbledon vào tháng 7 năm 2021. Federer nói thêm trong thư thông báo giải nghệ, tôi đã cố gắng để trở lại thi đấu. Tuy nhiên, tôi hiểu giới hạn của cơ thể mình. Tôi đã 41 tuổi, thi đấu hơn 1.500 trận trong 24 năm qua. Tôi nhận ra đây là thời điểm để kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Tôi vẫn sẽ chơi tennis trong tương lai, tất nhiên không phải ở các giải Grand Slam hay ATP Tour. Theo Forbes, ngay cả khi giải nghệ, Federer vẫn có thể tin tưởng vào khả năng kiếm tiền của mình. Trước đó, ngôi sao người Nga Maria Sharapova vẫn tiếp tục quảng cáo cho Nike, Evian và Porsche sau khi rời sân đấu vào năm 2020. Federer hậu chia tay quần vợt chắc chắn sẽ làm lu mờ Sharapova hay bất cứ tay vợt chuyên nghiệp nào khác về khả năng kiếm tiền. Có thể Federer sẽ trở thành tỷ phú vận động viên thứ tư sau Michael Jordan, James và Tiger Woods. Theo giới quan sát, Federer trở thành vận động viên triệu đô la Mỹ nhờ tính chất toàn cầu của tennis. Thêm vào đó, người hâm mộ của làng quần vợt thường có thu nhập khả dụng đủ cao để chi tiền cho đồng hồ, ô tô, dụng cụ thể thao và các mặt hàng khác. Theo Inside Sport, với mối quan hệ gắn bó cùng Mercedes-Benz, triệu phú banh nỉ sở hữu bộ sưu tập xe hơi gồm những cái tên như Mercedes-Benz SL, Mercedes E-Class, Cabriolet, Mercedes-Benz X-Class, Mercedes AMG G63. Anh cũng nắm giữ nhiều bất động sản như căn hộ 18 triệu đô la Mỹ trong tòa tháp 50 tầng tại Dubai, biệt thự bằng kính trị giá 7,74 triệu đô la Mỹ ở Wollongong, bang Swiss, Thụy Sĩ, được mua vào năm 2014.
Federer cũng dành tiền cho từ thiện. Anh đã thành lập một quỹ từ thiện mang tên mình để hỗ trợ các dự án giáo dục tại châu Phi. Kể từ khi thành lập, quỹ mang tên anh huy động được hơn 50 triệu đô la Mỹ và giúp đỡ 1,5 triệu trẻ em châu Phi.